Vâng, chào mừng anh em đam mê chơi BCB trên mọi miền tổ quốc. Chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Thì trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em giới thiệu về cho anh em một số mẫu bơm cao áp đang được anh em đang tin tưởng sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Nó cũng không phải để anh em phải chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết tính năng từng mẫu bơm một bên em. Em sẽ giới thiệu về cho anh em mẫu bơm đầu tiên bên em. Đây là đồng hồ, thì đồng hồ to, đồng hồ thì 40 MBA, lọc thì màu vàng nhé. Đây là thương hiệu Shinjong-Sin. Thương hiệu Shinjong-Sin, nó sẽ chữ chìm Shinjong-Sin ở đây. Thì đây là một cây bơm cao cấp nhất bên em và cũng đang đứng đầu trên thị trường hiện nay. Thì cây bơm này bên em đang bán giá 1.780.000 đồng. Cây bơm này các bác, nó có rất chiều nhiều ưu điểm, các bác bơm nhanh và bơm nhẹ. Và cây bơm này các bác có thể bơm được từ 300 đến 350 cân. Đấy là trong mức an toàn nhé. Vâng, các bạn đang xem video của em thì hãy cố gắng cho em xin một nút chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Em sẽ giới thiệu cây bơm thứ hai. Đây là cây bơm đến từ thương hiệu FB Con Báo. FB Con Báo, đồng hồ thì 50 MBA, đồng hồ 50 MBA. Cái này là lọc màu đen, cái này thì phiên bản đặc biệt, nó có ba ưu điểm đó: bơm nhanh, bơm nhẹ và chống nóng. Thì cây bơm này thì bên em đang bán với giá 900.000 đồng. Đấy là tiền bao ship cho anh em. Tất cả các anh em mua hàng bên em thì sẽ không phải cọc cạch bất cứ 1.000 nào. Và anh em khi hàng đến thì anh em sẽ kiểm tra hàng đúng hàng anh em đặt ở trên video thì anh em mới thanh toán tiền nhé. Nếu không đúng hàng đặt ở trên video thì anh em có thể cho hàng quay đầu về và không phải chịu bất cứ một đồng tiền ship nào nhé. Em sẽ giới thiệu cây bơm thứ ba cho anh em, đến từ thương hiệu FB Con Báo. Chân cánh én gấp, đồng hồ 50 MBA, đồng hồ 50 MBA, lọc thì màu vàng nhé. Thì cái này không phải bản đặc biệt, thì bên em đang bán giá 850.000 đồng cây bơm này. Đây là tiền bao ship cho anh em. Anh em muốn mua cây bơm nào thì hãy liên hệ trực tiếp bên em để được tư vấn và bán cho các bác những chiếc bơm xịn sò nhất nhé. Vâng, nếu các bác chưa có bơm thì hãy cố gắng theo dõi hết video của em để các bác có thể lựa chọn cho mình một trong những chiếc bơm xịn sò nhất, giá cả hợp lý nhất thị trường hiện nay nhé. Em sẽ giới thiệu cây bơm thứ tư. Đồng hồ to, đồng hồ 50 MBA, lọc thì lọc bé. Thì cây này thương hiệu FB Con Báo. Thì cái này bên em đang bán giá 800.000 đồng, đấy là tiền bao ship cho anh em. Ngoài cung cấp các loại bơm thì bên em còn cung cấp các loại laser để anh em có thể giúp mình bắn chuẩn xác hơn nhé. Đó, giá chỉ từ 160.000 đồng. Và các phụ kiện dây bơm để anh em có thể thay thế, và ti bơm, và các loại ti bơm thì bên em đều cung cấp đủ cho anh em nhé. Vâng, nếu mà các bác đang quan tâm đến sản phẩm nào bên em thì hãy liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để bên em được tư vấn và bán cho các bác những chiếc bơm, những chiếc tia laser giá cả hợp lý nhất và chất lượng thì tốt nhất. Một video ngắn em làm đến đây thôi. Nếu mà các bác xem được video của em thì hãy cho em xin một đăng ký kênh để ủng hộ em nhé.